Xin mến chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay bên cửa hàng Tùng Nguyễn Audio làm một video để giới thiệu cho tất cả các bác một mẫu bát 30, hai mẫu là mọi em đọc lại này. Một mẫu bát 30 GQ của từ 109 con 76. Một mẫu bát 30 BM là từ 107 con 76 là 2. Cái thứ ba kia là một mẫu bát 30NG 336 là cái thứ ba. Và cái thứ tư là một đôi bát 30 sạc pin Vega gân đỏ. Và một đôi bát thứ năm nữa là bát 30 Martin từ 107.65. Với những phân khúc và cấu hình khác nhau, các bác có thể là lựa chọn và phù hợp với cặp đẩy mình để chơi. Còn tép của em thì hôm nay em có review 3 cặp tép và một cặp phân tần. Một cặp tép Neobi 450 là loại cao cấp. Một loại cặp tép Titan NG loại từ thường cũng là cao cấp. Và hạng chung kia là một cặp tép giờ xếp từ 120.4. Thì hôm nay em Tùng sẽ giới thiệu cho tất cả các bác những mẫu tép này đều có thể nắp vào các cái cầm bát 30 này. Nếu mà đánh bát BM hoặc là bát Martin kia thì cấu hình bình dân hơn thì mình có thể chọn các cái cấu hình tép khác. Và phân tần của nó thì là một mẫu phân tần chạy hai con chở nhôm màu tím và có bóng câu trì. Và phân tần này cho ra rẻ tép cực hay. Đây là mẫu phân tần full đơn 30 có mã là BL-2. Và bây giờ Tùng Nguyễn sẽ giới thiệu cho tất cả các bác cùng xem. Đầu tiên là một đôi bát 30 GQ có cấu hình tiếng ca rất là tốt. Bát mềm vì con này sử dụng gân 3 gân. Củ từ 109, bích thép của nó màu trắng như miếng inox này, xương nhôm đúc trẻ đôi màu trắng này. Hàng này hàng chính hãng các bác nhá. Những mẫu bát mà Tùng Nguyễn làm thì cực kỳ xịn sò. Hàng chính hãng của GQ. Bích T và kẹp lỗ đều là thép trắng và bích của nó rất là dày. Côn 76 nhịn màu vàng. Đẹp không ạ? Quá là đẹp luôn. Con này phải chấm cho nó điểm 10 luôn. Mang tím. Con này nếu mà nắp vào các cấu hình thùng nào mà để hở lưới, lưới không có chống bụi ấy, nắp các cái con bát như này nó khoe bát nên nhìn rất là đẹp. Nón sân và gân vải tẩm dấu 3 gân. Củ từ 109 con 76 các bác nhé. Và tiếp tục là một cặp bát củ từ 107. Hàng 107 và 109 nó sẽ khác nhau về giá tiền vì từ 109 bao giờ từ to. Nhưng mà mình mua loa thì không phải là mình cứ thích to là được đâu ạ. Mà còn phải là đẩy của nhà mình dùng mấy trăm watt để mình chơi. Ví dụ con này chơi các dòng đẩy mà tầm 600W, 500W, 600W đánh các từ 109. Dùng đẩy các loại mà 16 sò hoặc đẩy niến vang đánh các dòng bát từ 107-076 của BM. Đít bát có đôi 46 cái lỗ, model 12AZ-20 của từ 107-076 xương nhôm đúc uốn cong trọng nhún màu vàng. Từ 107-076 các bác nhìn đấy ạ, hình thức loa rất là đẹp nhá. Màng giấy đen mờ và gân vải tẩm dầu 2 gân, tiếng con này rất là sáng tiếng. Và một cặp bát công suất lớn hơn nữa là của từ 109-076 LG Liliton 300W trên trở kháng 8 ohm. Con này sẽ là 500W các bác nhé. Các bác phải đánh đẩy khỏe. Model của nó là 12W336. Bát 12 inch là bát 30 ạ. Xương nhôm đúc trẻ đôi. Đó là một dòng bát cao cấp. Đây là một dòng bát cao cấp để cho nắp cho những dàn sự kiện A-Day, karaoke gia đình, phòng hát. Tiếng của nó cực kỳ tốt. Gân vải tẩm dầu 3 gân, màng màu xám lông chuột. Nếu các bác muốn nắp cặp bát 30 loại đẹp này thì nắp cặp tép NG này cho nó đồng bộ và tiếng của nó rất là hay. Đấy, và nắp với bộ mạch phân tần như này. Phân tần này cứ chiến các cái dòng tép cùng 14 là cực hay luôn. Và một đôi bát 30 Vega của từ 109-76 bích thép màu trắng, xương nhôm đúc trẻ đôi. Từ 109 bích thép của nó được tiện vác rất dày. Màng được kết hợp sợi bông thủy tinh côn 76. Các dòng từ 109-76 này đánh tiếng trống rất là khỏe và hát hay. Côn 100 nó chỉ là bát khỏe thôi, nơi không tốt được bằng. Gân vải tẩm dầu là 3 gân. Cặp bát 30 Vega này thì sẽ ghép với cả cặp tép RCF LD253 này là hợp lý các bác nhé. Đấy, ví dụ các bác muốn cao cấp hơn thì nắp cặp tép NG như này, nắp nhôm hình bông hoa như này. Đây là cặp tép cao cấp. Đấy, thì mình ghép loa thì phù làm sao cho nó phù hợp và tiếng ra giải tốt. Còn các bác cứ ghép bình thường, ghép tép RCF với cả cặp loa như này thì tiếng của nó cực kỳ hay. Còn cặp tép NG thì mình sẽ ghép với cặp bát 30 NG như này. Đó, tiếng của nó cực kỳ hay luôn các bác nhé.
và giải phân tần thì các bác cứ giáp em con BL trừ 2 như này, hoặc là mẫu F2A, có rất là nhiều mẫu của bên cửa hàng, nhưng các bác có thích chọn mẫu nào thì chọn thôi. Hoặc là con bát GQ này thì mình sẽ lắp với hai mẫu tép này đều được, cứ từ 190 con 76 lên hai cặp tép này, tiếng nó cực kỳ hay. Và một cặp bát 30 Martin của từ 170 con 65. Đấy, giá con này thì lắp vào các cái dòng loa BMB rồi nó loa full giá rẻ thì mình lắp cặp bát này từ 170 con 65, đánh các dòng âm ly nhỏ nhỏ thôi. Đấy, gân vải tẩm dầu 2 gân. Cặp bát này em chuyên thay vào BOV. Có rất là nhiều các mẫu loa này các bác bảo thay được BOV không? Không hợp lý thay vào BOV đâu. Vì nó sẽ thứ nhất là thay vào thùng nó sẽ không vừa thùng. Mua một đôi bát về để mình thay vào thùng chứ không phải mua một đôi bát về xong mình lại vứt cái thùng ấy đi. Vì cái bát cái này xương của nó mới vào được thùng BOV, các loại xương này không vào được đâu. Đấy. Và nếu anh em có nhu cầu mà bát thường mà gấp tép neo thì tiếng của nó cực kỳ hay. Tép neo BNC côn 4. Côn dây đồng dẹt. Hai loại kia là từ thường, còn đây là dòng tép neo các bác nhá. Đây là dòng tép neo. Và khi mỗi đôi tép này mà xuất ra thị trường thì nếu các bác có nhu cầu em sẽ tặng cho các bác một đôi bích nối này để chuyển tép thành gen xoáy. Đấy. Giống như con này này. Trông con tép neo này nó nhỏ thôi nhưng đủ côn 44, còn con này cũng côn 44 nhá. Bích nối của nó sẽ vừa như này. Đấy. Con này bích nối nó vừa như này vì nó là tép neo nó nhỏ. Đấy thì hôm nay cửa hàng Tùng Hello review rất là nhanh, rất là ngắn gọn và hiệu quả. Các bác có nhu cầu lên thùng hoặc là tham khảo các cái mẫu loa giờ của bên cửa hàng để dựng loa, để lấy về nhập về để bán cung cấp cho khách, cứ liên hệ trực tiếp đến cửa hàng Tùng Nguyễn Radio để nên đơn và đặt hàng gửi cho khách. Thợ thì Tùng sẽ gửi xe, còn gửi cho tất cả các bác khách lẻ gửi qua đường bưu điện cho nó tiện để nhận hàng. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Những mẫu loa bát của em cực đẹp và các bác xem video nhớ like ủng hộ kênh, và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nhá.